xin mời ông đại diện cho họ nhà gái ạ, xin mời ông tiến bước lên đây ạ. Bác ơi, bác trưởng, bác ngồi xin vào trong đi. Không, cho phép tôi xin thay lời cho những người thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả quý vị, các cô, các bác, anh chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta một món quà vô giá, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu của những đôi tim cùng chung niềm đam mê. Về phía họ nhà trai, là đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi, trước hết tôi xin được giới thiệu bản thân tôi. Tôi là ông trẻ của chú rể, tức là em của ông nội của cháu. Thế và trong đoàn hôm nay có mặt cả bà nội, bà ngoại của cháu Phương và đông đủ các ông các bà là em của ông nội, em của bà nội, em của ông ngoại, em bà ngoại của cháu cũng có mặt. Ngoài ra là cũng có mặt của các bác, các chú, các cô, các thím, các dì của cháu và một số anh em. Đó là một lần nữa xin được chúc mừng hai bên gia đình nào, và ngay bây giờ được phép của gia đình là xin mời chú rể Huy Phương hãy lên cửa cô dâu đông anh xuống. Anh em của họ nhà gái cùng về với tên họ nhà trai chúng tôi để tổ chức thành hôn cho các cháu. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các cô, các bà, của gia đình cũng như là họ nhà gái đối với đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, suốt từ đầu chương trình thì đôi yêu của chúng ta nhận được rất nhiều những tình cảm thân thương. Nhớ là nhà gái hôm nay là được sự nhất trí của tìm hiểu của các cháu theo quy luật phát triển của mình, của Việt Nam mình thì che già mắc mọc. Nay các cháu đã lớn khôn được đã tụ họp nhau, sự nhất trí của hai gia đình. Hôm nay gia đình nhà trai có cái lễ ăn hỏi đến để thắp hương gia tiên chúng tôi. Tôi là giới thiệu với các vị đại biểu nhà trai, tôi là ông ngoại của cháu. Thế còn có các ông cậu, bà dì, các cô dì, chú bác đầy đủ cả hai bên. Thế nên là tôi đại diện cho gia đình nhà gái xin chấp nhận lễ ăn hỏi của gia đình nhà trai. Vâng, kính thưa quý vị, các bác hãy chuẩn về vị trí ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ được sự đồng ý của hai bên gia đình, xin mời bố mẹ của Lâm Anh hãy dẫn Huy Phương của chúng ta tiếp bước lên gia đình để thắp hương gia tiên cũng như để đưa cho Lâm Anh trở xuống với gia đình ngày hôm nay để ra mắt quan viên này họ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Đấy, trong trang phục truyền thống, những mắt một người luôn để điếu trên khuôn mặt rạng ngời đã minh chứng cho tình yêu và hạnh phúc vô bờ bến mà đôi lứa của chúng ta đã dành tặng cho nhau. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Và ngày hôm nay, Lâm Oanh, chú bác và chị đến từ hai bên gia đình đã có mặt đông đủ trong buổi lễ tình yêu ngày hôm nay. Và xin mời tất cả quý vị hãy chúc phúc cho đôi lứa của chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài, thật rộn rã. Xin mời! Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời hai bạn hãy tiến vào thái bánh ngoài đi ạ. Và hai bạn hãy chung tay các chiếc bánh và tượng trưng cho tình yêu trong sáng và ngọt ngào ngày hôm nay. Xin mời Lâm Anh và Huy Phương. Quen biết, tìm hiểu, yêu thương nhau và quyết định đi đến xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Nhà trai có sắm sửa hai cái lễ, một là lễ ăn hỏi theo phong tục cổ truyền, hai là cái lễ xin dâu. Thế thì trước hết là xin họ nhà gái nhận cho một cái lễ ăn hỏi, trước hết là để kính cáo gia tiên, sau đó là mời quan viên hai họ chúng ta uống nước chơi chầu để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn.